Minasan konnichiwa. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với phần đọc hiểu ngắn số 2 ở trong cuốn kanji, vẫn là bài số 39 ạ. Bài này có tên là Isshō ni ikimasen ka? Đây là một lời mời mọc đúng không? Và các bạn thấy trong cái giáo trình ấy thì nó có hình ảnh một quán cà phê trông nó rất là hay ho hấp dẫn. Chúng ta thử xem nội dung của bài này nhé. Koko wa kono machi de ichiban niyaka na tokoro desu. Một câu mở đầu rất đơn giản đúng không? Nó có cấu trúc là N1 wa, N2 để sự. Vậy là nơi này là cái nơi mà ichiban niyaka. Niyaka thì mình có thể dịch là ồn ào, náo nhiệt, sôi động, sầm uất cũng được nhé. Nhất ở trong cái thành phố này. Mình có cái cấu trúc là địa điểm đệ, sau đó thì ichiban tính từ đề sự. Iroiro na mise ga arimasu, tức là có rất nhiều hàng quán, mà các hàng quán này nó không chỉ nhiều về số lượng mà nó lại còn nhiều về loại nữa. Iroiro. Kono michi wa, các bạn tưởng tượng nhé. Cái câu ở trên ấy thì nó dùng là koko wa. Đây là nơi mà náo nhiệt sầm uất nhất. Xong câu ở dưới nó nói là kono michi wa, tức là người này đang giới thiệu từng chỗ một. Ví dụ các bạn phải tưởng tượng trong đầu là đang dẫn một người khách đến thăm, sau đó thì chỉ vào một con đường cụ thể nào đấy ở trong cái thành phố này, ở trong cái khu phố này. Con đường này thì kuruma wa, đây là chữ thông ạ, nhưng mà nó lại đi với masen, tức là với phủ định, có nghĩa là đường này thì không có ô tô chạy qua. Và vì thế cho nên ở đây mình có cấu trúc này V1 tệ V2, với bên trái mình có từ an tâm và bên phải mình có chữ bộ. Chữ bộ này thì về mặt ngữ pháp ấy, nó lại được đưa về thể khả năng arukimasu, biến chữ ki thành chữ ke, đúng không? Vậy là chúng ta có thể yên tâm mà đi bộ. Oshaberi nagara, mình thấy có cấu trúc là V1 nagara V2, tức là vừa V1 vừa V2. Và kết thúc câu này nó dùng là vimasho. Chúng ta hãy cùng vừa tán gẫu nói chuyện ấy, vừa thong thả yukuri, đúng không? Ngắm cái gì đây? Phẩm vật, tức là những cái shinamono, những cái đồ mà được bán ở trong các quán, ngắm hàng hóa. Iimono ga mitsukarimashita ka? Mitsukari có nghĩa là phát hiện ra, tìm thấy cái gì đấy. Bạn đã tìm được cái gì đấy hay ho, cái gì mà nó hợp với bản thân mình chưa? Đó là về cái mise này, về các cái hàng ở trên con đường mà không có xe qua lại. Bạn tiếp theo, ở đây mình có chữ Hán là chữ Mỹ và chữ vị, và cách đọc của nó chính là oishi. Oishi restaurant ga arimasu kara, vì là có một cái nhà hàng ngon đấy cho nên. Với tiếp theo nhé, nó bắt đầu bằng tara, tức là nếu. Nếu mà onaka ga suitara, tức là onaka ga sukimasu, nếu mà bạn cảm thấy đói bụng ấy, thì chúng ta cùng đi đi. Đi đâu ạ? Đi đến chính nhà hàng này. Và khi mình diễn giải các bài đọc hiểu, mình sẽ cố gắng dừng lại và đặt câu hỏi ngược cho các bạn như vậy, để nếu như mình biến cái này thành một đề đọc hiểu mà kiểu để trắc nghiệm ấy, thì mình có thể đặt những câu hỏi rất đơn giản như là khi đói thì đi đâu, thì mình sẽ phải nhìn ngược lại là đi cái quán này này. Tiếp tục, semakute, ở đây mình có chữ hiệp, hiệp có nghĩa là chật hẹp đúng không? Và tiếp theo mình lại có chữ ô nhé, vừa chật vừa bẩn. Sự kedo, kedo tức là ga, tức là phủ định đúng không? Nó chật nó bẩn nhưng mà chữ vị này thì lại tối cao. Từ saiko này có nghĩa là ichiban ii, ichiban subarashii, nhưng mà hương vị của nó thì độc nhất vô nhị, tuyệt vời luôn. Như vậy là đừng có nhìn cái quán mà tớ giới thiệu ấy, mà đánh giá vội, bởi vì hương vị ở đây nó tuyệt vời lắm. Ở trên là oishi restaurant và ở dưới là oishikoi, nhưng mà nó lại bổ nghĩa tiếp nhé, no bổ nghĩa tiếp cho mise. Có một cái quán cà phê ngon đấy nên là kaimono no tochiu de. Mình có từ tochiu này, chữ đồ và chữ chung ấy, có nghĩa là giữa đường hoặc trên đường làm dở cái gì đấy. Và sau đó thì lại có cấu trúc tara, tức là nếu. Ở đây mình có chữ bì trong kiểu là ly bì ấy, tức là mệt mỏi. Nếu mà đang mua sắm dở mà có bị mệt ấy, thì ikimasho đúng không? Thì chúng ta đến cái quán có cà phê ngon này đi. Quán đấy thì như nào ạ? Có chữ quảng là động, sau đó thì kire này, và có chữ hưu. Hưu tức là nghỉ ngơi, và lại cũng được đưa về thể khả năng là cái chữ memas, yasumi biến thành yasume ấy. Là
có một quán cà phê ngon đấy, nên nếu đang mưa sắm dở mà cậu có thấy mệt ấy thì chúng ta cùng đến đấy đi. Quán đấy nó vừa rộng này, vừa đẹp này, và chúng ta có thể nghỉ ngơi thật là thong thả. Vậy là chúng ta kết thúc phần đọc hiểu kanji của bài số 39 rồi. Sau đây sẽ là phần đọc hiểu trong topic cự độc khai nhé. Một bài đọc nó phải nói là tầm cuối N4 và nó hơi hơi lấn sang N3 rồi, khá là dài và có nội dung về nhân vật lịch sử.